Thưa quý vị, sự trở lại của khách quốc tế đã mở ra cho ngành du lịch Đà Nẵng nhiều cơ hội cho quá trình phục hồi. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là nhiều thách thức cũng đang được đặt ra. Hiện Đà Nẵng đang kết nối đường bay quốc tế trực tiếp trở lại với các thị trường Thái Lan, Singapore và mới đây nhất là Hàn Quốc. Theo Sở Du lịch thành phố, dự kiến từ nay đến tháng 10 sẽ có thêm 7 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Malaysia và một đường bay quốc tế mới từ Ấn Độ đến Đà Nẵng. Cùng với lại cái công tác xúc tiến cái đường bay thời gian qua của thành phố cũng như là của các hãng hàng không thì chúng ta sẽ được đón nhiều các cái chuyến bay quốc tế tới thành phố Đà Nẵng trong cái dịp hè này và trong cái thời gian từ nay đến cuối năm 2022 cũng như là các năm tiếp theo. Theo thống kê năm 2019, trước khi xảy ra dịch COVID-19, Đà Nẵng đón gần 1,8 triệu lượt khách hàng với trên 200 chuyến bay mỗi tuần. Hàn Quốc trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, việc quá phụ thuộc vào một thị trường khách sẽ khiến cho du lịch đối mặt với nhiều rủi ro. As Vietnam in general and as Da Nang in particular, chúng ta cần phải tìm kiếm và đa dạng nguồn khách quốc tế hơn nữa. Ở Việt Nam nói chung và đặc biệt là ở Đà Nẵng nói riêng, du khách nước ngoài đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm phần lớn. Và nếu có vấn đề gì ở hai quốc gia này thì chúng ta sẽ mất phần lớn lượng khách quốc tế đến. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần đa dạng thị trường khách quốc tế hơn nữa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn đang tập trung cho công tác xúc tiến thị trường. Trong đó, đối với thị trường khách quốc tế, đa dạng hóa nguồn khách là vấn đề cần được quan tâm. Hiện thành phố đang tích cực công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022, Roadster Asia 2022, diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 6 năm 2022. Bởi đây là sự kiện được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội kết nối thêm nhiều thị trường khách quốc tế đến với thành phố trong tương lai.